Em Lâm chào các bác nhá. Hôm nay em Lâm lại vào thêm mít điều hòa nữa. Đấy, thì bác nào mà đang cần quan tâm điều hòa thì cứ gọi em Lâm hai số điện thoại này nhá. 0975 360 433. Dưới là 0377 99 6066. Thì cả hai số này em đều dùng Zalo cả. Nhà em thì ở Linh Giang, Hải Dương. Bác nào gần thì qua em xem hàng trực tiếp. Đấy. Thì hôm nay em Lâm về được cho các bác gần chục chiếc máy nữa. Thì em quay qua modem cho các bác nhá. Hiện tại thì ở trên thị trường thì chưa có những cái model cao cấp như Mitsubishi tên nữa, model 2023 và sản xuất và bán ra thị trường năm 2024 thì ở nhà em Lâm đã có rồi. Đây, model cao cấp nhất có tên nữa đây. Model 2000 sản xuất 2023 bắt đầu xuất xưởng và bán ra ngoài thị trường năm 2024 thì ở nhà em Lâm đã có rồi nhá. Và một số kiến trúc thay đổi thì em Lâm chưa thấy nó thay đổi cái gì cả. Vẫn là cái form tên nữa thôi. Và cái mặt này nó là nhựa sần. Nó không còn dùng mặt meca bóng như thế này nữa. Cũng rất là tiếc. Đấy. Nó không còn dùng mặt meca như này nữa. Và nó chuyển sang nhựa sần rồi. Chuyển sang nhựa sần rồi. Thì cũng khá là tiếc cho nó. Không còn được dùng mặt meca nữa. Nhưng mà hình thù mới thì em đánh giá thì nó cũng như con cú thôi. Mỗi người thì một cách đẹp xấu khác nhau. Còn em thì thấy nó cũng cũng không có gì mà độc lạ lắm. Nó gì thêm công nghệ này, Emoco gì này, Tech này, công nghệ mới gì, công nghệ cân bằng lạnh cái gì mới này, kinh này. Đấy, máy thì chưa dùng, vẫn còn nguyên tem siêu thị, máy mới 100%, chưa dùng. Đây là hàng móc siêu thị ra đâu. Đấy, thì là nhà em Lâm nó có rồi, có rồi. Và em Lâm về được một chiếc Full Z, hai chiếc Full Z, đấy, hai chiếc. Hai chiếc thì đều là đầu to cả. Đấy, bác nào mà đam mê thì dòng Full Z này thì alo cho em nhé. Để em về Full Z này, Full Loa này. Đấy, Full Loa, Full Z, Full Loa này. Mít tên nửa đầu to này. Đấy, đầu to, có đầu 90 đấy. Có cả đầu 90 đấy. Đấy, bác nào kết thì cứ alo cho em nhé. Đấy, hiện tại thì vừa quay video bóc máy nhưng mà nó không có tiếng. Thế nên là thôi cũng không quay video lên nữa. Thì em Lâm còn rất là nhiều máy, những cái máy bác khách đặt thì cũng mong là giao đi sớm, đi chật nhà lắm rồi. Mà nó không có lắng lên cho thì không tài nào test được. Đấy, một ngày nó chỉ lắng có mấy tiếng thôi, chỉ thanh thủ gửi được cho vài bác cọc tiền trước thôi. Thì các bác yên tâm là cọc tiền đến bác nào thì em sẽ quay video test cho bác đấy. Bởi vì ai cũng vậy thôi, ai cọc tiền trước thì người đấy lấy trước, ai cọc sau thì lấy sau. Bởi vì giờ nó cũng chưa lắng, cho nên là các bác cứ bình tĩnh. Và nhiều bác thì cứ sợ là em hết lì xì đầu năm. Thì các bác yên tâm là nhà em còn lì xì 9 ngày nữa. Bao em sẽ lì xì hết tháng riêng này nhá. Vẫn cứ lì xì các sản phẩm trên 10 triệu là vẫn cứ lì xì 1 triệu cho các bác. Để lấy may, lấy lộc đầu năm. Còn cái chuyện nờ lái thì dĩ nhiên là có lời. Nhưng mà lời ít thôi. Nhưng được cái là rất nhiều bác ủng hộ, rất là vui. Thì em cũng rất là mừng. Chứ không phải là lái cao thì mới vui đâu. Với em thì lái ít hay lái nhiều cũng là buôn. Đấy, nhưng ngược lại thì mình được những khách lâu năm. Đấy, có những bác... giờ mua thêm một bộ nữa, có bác thì giờ mua thêm 2-3 bộ. Đấy, mua trước chưa lắp đâu. Thì các bác cũng mua cũng rất là vui vẻ. Đấy, và em bán hàng thì cũng rất là vui vẻ. Cho nên là nhiều bác ủng hộ rất là đông. Đấy. Full Z thì về được 2 con Full Z. Full loa thì có 2 con Full loa. Và mít thì có 3 con mít tên nữa. Đặc biệt thì có một con Full mới đập hộp Đát 2022. Đát 2022. Nó giống như con Full Z này. Mặt nó giống như mặt con Full Z này. Đấy, nó y xì như con này. Đấy, nhưng khác là nó là đầu 22, mới full hộp 100%. Đấy, con này thì giá khá là bình dân. Thì ngày mai, ngày kia thì có cái chỗ thì để quay cho bác thì giới thiệu về sản phẩm sau. Để giảm bớt đi mấy con như bây giờ có nhìn này, cũng không còn lối mà đi được. Đấy, cho nên là không có quay video báo giá trực tiếp được. Thì hẹn các bác vài hôm nữa nhá. Thì máy thì cứ về liên tục. Đấy. Ở miền Bắc thì giờ thì gần như chưa có anh em nào về điều hòa. Chỉ có điều hòa hàng lô, hàng mông thì em không nói. Còn nếu mà nói về hàng cửa tiếp và hàng đấu thì gần như là chưa anh em nào dám đấu hàng và về hàng số lượng lớn như này. Bởi vì là thứ nhất là giá thành giờ đang cao và ít khi anh em nào dám về số lượng lớn như thế này. Vì là nó khó mua lắm bác. Mua ở rất nhiều chỗ, vất rất nhiều bên đơn vị trung gian dồn vào mới được từng đây con máy. Đấy, thế nên là bác nào mà đang cần máy thì cứ alo em. Hiện tại thì bây giờ giá nó vẫn đang còn rất là êm. Đấy, bởi vì hiện tại em mua được trong năm thế nên là giá rất là êm. Còn bây giờ giá ra ngoài test lên rất là cao.
bản thân như em bây giờ gần như là không dám mua về, bởi vì là bây giờ những con máy mà VIP tên lửa như này, như Mitsu tên lửa mà đầu 28 mà thôi, bây giờ giá nhập về đến đây cho các bác giá là 18 triệu đầu 28 ấy, rất kinh khủng khiếp luôn. Đấy, bác nào mua được nhà em mua rẻ được thì còn mua trước còn có mà dùng, chứ mua sau em đảm bảo các bác em bán hết nhà em mua được số lượng nhất định rồi, nếu hết là em cũng dừng máy luôn. Bởi vì là đá vào lắng thì nó chỉ có lên giá thôi, chứ không bao giờ có câu chuyện nó xuống giá được. Cho nên là bác nào mà mình đang lăn tăn mà chưa mua thì cũng chủ động mà mua, không cứ là phải mua ở nhà em đâu, cứ tìm chỗ nào hợp lý uy tín mà mua, mà rẻ mà mua, đừng để vào lắng cao trào mới mua. Thì hiện tại thì nhà em không bán hàng lô và hàng mông, cho nên là nhiều bác hỏi em có bán hàng rẻ không, thì cũng thưa với các bác là tiền nào của đấy thôi, em không buôn hàng rẻ, nhà em chỉ có hàng đắt thôi. Đấy, bác nào mà ưng được thì mua, giá thì nó dao động vào tùy từng con, từ 9 triệu đến 20 triệu, hơn 20 triệu, nó cũng tùy từng model một, tùy công suất. Đấy, bác nào lấy thì alo em hai số điện thoại này nhá, 0975 360 433, dưới là 0377 99 6066. Em chào các bác nhá, hẹn các bác ở những video kế tiếp. Em chào các bác nhá.